Đơ quen chỉnh bóng nhân vật anh em, đơ setting của đơ nè, anh em nào muốn tham khảo thì anh em tham khảo. Setting của đơ nè. Là màu nó sẽ như trên stream anh em xem. Setting của đơ. Chỗ. Sao mới cấp 1 vậy? Hả? Sao mới cấp 1 vong? Sao sắp mới cấp 1 vậy? Mất kinh nghiệm. Ây da. Chung. Đập đâu. Đỡ bắt em. Ai sợ. Phí hả? Phí răng hả? Phí răng là con xe hả trời? Răng đỡ lấy phí rồi. Lấy phí là con xe hả? Ok, găng kiểu này lấy phí cũng được. Lấy phí cũng chấp nhận. Ôi, cái gì vậy? Đài top double kill luôn. 10 điểm. Sắp có thi đốt rồi. Hả? Sao mình bị gì mà đứng im vậy ta? Sao mình bị đứng im vậy ta? Hấp mana hả? Đâu có hấp mana đâu trời, sao mình đứng im vậy ta? Bấm chậm. Phải tao phải e ra ngoài, phải tao đợi bấm chậm, e ra ngoài chạy ra luôn là sống. Ai cho đứng đó bây giờ? Ai cho trưởng đơn? Anh trưởng cái nữa. Người. Đúp. Nãy sợ. Hay da, cứu hộ giá. Chết rồi. Xin hay quá, đắp xong rồi nó gờ. Chứ không phải đắp xong quỳ. Đắp xong quỳ phải đắp mình chặn rồi. Nope. Nó bỏ nhà luôn. Cố lên Togi ơi. Togi đi gì. Nice. One hour.
Ừ, ở đây chết sớm hơn là cái nào tại sao bị nào tại em gì giết này nào tại con con địa tài giết này. Nhiều lúc chết sớm cũng hay ấy chứ chết trễ quá. Ôi, có ghét luôn nhìn thèm đó. Có ghét luôn nhìn mà thèm. Bỏ cuộc sớm thế. Em này bỏ cuộc sớm chưa? 22 điểm. Trời, chuẩn luôn á chứ. Em nhấn like subscribe kênh cho tôi nha.